Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Nói gì anh em nha, không biết nói gì. Cái này thì anh em sẽ không thể nghe thấy được tiếng game thủ Chim Sẻ Nắng nói rồi. Ok, cho to tiếng game lên một chút. Cảm ơn anh em góp ý. Sumer đối đầu Roman, về cơ bản thì chất quân chúng ta sẽ là nhỉnh hơn so với game thủ Cú Mếp Mạnh Hào trận đấu đầu tiên này. Vâng, chào tất cả anh em đang xem. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và kết thúc League 1 mùa 1 thì chúng ta đã đến với League 1 mùa 2. Và đây là bỏ quả đầu đến từ game thủ Chim Sẻ. Một mỏ quả tôi nhìn qua dường như chỉ có 6 cây thôi. Một chiếc BG kick up 9 giờ luôn tới từ game thủ Chim Sẻ Nắng. Hello hello anh em đang xem nhá. Rồi, như vậy là mỏ quả đầu 6 cây dành cho game thủ Chim Sẻ trong trận thiếu này. Rất mong anh em cho tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream. Cái gì? Tí lên đời nhớ mối quạt nhé sẻ. Ơ, thế bây giờ múa luôn có được không ạ? Múa luôn. Vâng, nếu như anh thích thì em có thể múa quạt luôn bây giờ đấy. Vâng, tăng speed cho màn hình nhỏ. Mic vẫn to quá à? Ok, em cho nhỏ mic đây. Anh em vẫn đang vào, bây giờ mic quá to. Ok, em kiểm tra lại cái mic của em về nha. Rồi, làm vòng đi dò đến từ cái thủ Chim Sẻ. Đây, em chỉnh lại mic ngay đây. Anh em bảo mic to quá này, có ngay. Em sẽ kiểm tra lại cái mic này. Tại sao nào lại để đến tận 300% thế này? Để 150 thôi. Ok. Rồi, ok, như vậy là mic bây giờ thì đã ổn hơn chưa anh em ơi? Bây giờ được đưa về dành cho cái bài Summerian này của cái thủ Chim Sẻ Nắng. Ok, trái Nguyễn Văn Uyển nhá, trái anh em. Bài đang có vẻ rất là khung tới từ cái thủ Chim Sẻ rồi. Hiệu đầu hơi nhỏ khi mà nó chỉ có 4 con thôi và đang cố gắng để có thể đưa mấy con hiệu này về với nhà chính như mình. Quả đầu cũng là hơi xa một chút. Quả đầu thì 6 cây kịch góc kia rồi. Thì các bạn hãy chú ý ở trong trận đấu này, khi mà game thủ Cú Mếp Mạnh Hào là người cầm Roman, một đơn vị quân mà có khả năng ép lời cũng rất đột biến. Nếu như có một bài đấu đẹp mà hoàn toàn có thể đánh những cái bài đấu 22 dân lên sớm và có tình huống công rát tới từ game thủ Cú Mếp Mạnh Hào. Nhưng dù gì chúng ta cũng có những con nông dân 40 máu ở đây để có thể chống chọi lại. Quan trọng là bài vở ra như thế nào. Tạm thời thì cái thủ Chim Sẻ Nắng đang có được đó chính là 27 hiêu với bài Summerian này. Vâng, và đến với trận thi đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà đi chợ Kim Cương giải đấu, nhà đi chợ hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở các quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc bên người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam và cũng đã mang đến giải đấu AOE League Cup. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng, bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè, đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, có cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, cùng gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tối quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt bàn trước và thanh toán kèm mã Chim Sẻ Nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta. Ok, như vậy là cùng quay trở lại với trận thiếu này, một bài đấu mà Summerian của game thủ Chim Sẻ Nắng đang có được đó chính là 3 voi, 7 hiêu đầu và 7 hiêu phụ. Đây là bài đấu về cơ bản là cũng đã đủ đồ ăn rồi, nhưng mà một dân đang tách ra đi dò và có thêm xe dò để tìm nhà đối thủ nữa. Còn voi thứ hai được game thủ Chim Sẻ Nắng đưa về nhà chính cho mình. Vâng, có rất nhiều anh em đang mong là Mạnh Hào sẽ giành chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù vẫn đang theo dõi trên fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng. Anh em có vẻ rất nhiều fan mộ của game thủ Cú Mếp Mạnh Hào nhờ. Hay thế nhờ. Em cũng Mạnh Hào cháy đấy. Nhưng mà thôi, chia buồn của anh em vậy. Trận đấu đầu tiên này thì thao tác của Sẻ đang có vẻ chưa thực sự là vào tay, nó vẫn đang có chút gì đó hơi lằng ngoằng. Kéo dân ra để có thể khai thác thêm bấy hiêu. Có một con hiêu cho bấy hiêu đầu nữa thì chúng ta sẽ xử lý sau khi mà đưa hết voi về. Gặp một sân tử và giải quyết luôn. Xả thì con voi thứ ba. Bài sẽ khung ngang từ cái cánh rừng già đến mỏ vàng. Có một chiếc BS nhân đôi bên ngoài tới từ cái đủ Chim Sẻ. Và mấy hiêu này cũng chỉ có 4 con, tổng cộng là 8 con hiêu và 3 con voi để ép đời thôi. Cũng không phải là quá mắc minh tới từ bài Sumerian này đâu. Ở đây thì còn thêm mỏ hiêu nữa, mấy hiêu này thì chỉ có 3 con, 1 con nữa đâu rồi. Và thế là 6 con hiêu, 3 con voi à. Hơi ảo anh em ạ. Đây sẽ là chiếc nhà BB tới từ game thủ Chim Sẻ để có thể cơ cấu và kín nhà. Sẽ dò bắt đầu đẩy đi tìm nhà của game thủ Cú Mếp Mạnh Hào, nhưng mà chưa thấy nhà Mạnh Hào đâu cả. Yêu thì đang chưa về hết, voi thì cũng đã hết một con đây rồi. Vâng, đang soi tham, chưa kịp nhìn hết cái chỉ số của game thủ Cú Mếp Mạnh Hào, nhưng trước mắt thì sẽ xử lý con yêu này.
quả đầu vẫn còn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cơ cấu BM ở mặt cạnh mỏ vàng và BL sẽ đóng cạnh nhà BB. Bây giờ thì mỏ quả đầu cũng đã hết rồi. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về chương trình chiến khách hàng tới từ Chim Sẻ Food. Khi anh em đặt hàng thịt trâu gác bếp tại Chim Sẻ Food với giá 600k ATM thì các bạn sẽ được tặng ngay một gói khô bò thu ba trị giá 200k ATM và sẽ được free ship trên toàn quốc cho anh em nào đặt hàng ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em nào muốn đặt hàng thịt trâu gác bếp của Chim Sẻ Food thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng hoặc fanpage Chim Sẻ Food. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì bây giờ cùng quay trở lại với trận đấu này. Một bài đấu mà sẽ tự tin đánh thẳng cung với Roman trong tay của Gumlet Mạnh Hào. Rất ghê. Thêm một chiếc nhà bếp thứ hai để có thể khai thác gỗ. Đó là lựa chọn dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng và tân dân bên ngoài này thì sẽ đẩy đi tìm đồ ăn hoang. Bây giờ chúng ta đã kín nhà rồi. Roman này thì nhà giá nhà cửa nó khá là rẻ, nên là hoàn toàn có thể có tình huống mà chúng ta hứng chịu những tình huống những đợt công ca đấy từ Cung Biên Mạnh Hào. Đây thì có thêm một con voi nữa dành cho anh, dành cho Sẻ. Dành con voi này luôn. Có tê đây rồi, con giò đội bạn đang chuẩn bị đến. Có chấm màu 2 trước cửa nhà. Có một chấm màu 2 trước cửa nhà. Bây giờ mới có ruộng và còn một tơn dân ăn voi bên ngoài, rất là nguy hiểm. Đây, chắc chắn là game thủ Mạnh Hào đã đi dò qua đây rồi. Không biết là có dâng dân lên hay không thì sẽ đi vòng ra phía sau cánh rừng này và chờ đợi một tơn, biết đâu đó lại vớ được dân đi dâng của Cung Biên Mạnh Hào. Đánh thẳng cung luôn anh em ạ. Tránh vũ hiếu nghĩa nhà chào anh em. Các bạn dự đoán như thế nào về tỷ số của cuộc đối đầu này giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và Cung Biên Mạnh Hào? Anh em cứ mạnh dạn comment ở phần bình luận anh em nhé. Nào lại phi một con hiếu này. 25 dân lên đời rồi, nâng cấp bánh xe thôi. Và đang ken BB quanh nhà mình để xem có tơn công ca gì đó tới từ Cung Biên Mạnh Hào hay không. Và có rồi, có cái gì đó ở đây rồi. Tỷ lệ công ca của game thủ Mạnh Hào lên tới con số đó chính là 80% trong trận thiếu này. Vâng, 7-4, 7-5, 7-1, thua 0-7. Đây rồi, đây là hai dân đi dâng tới từ Cung Biên Mạnh Hào, BA và BK. Đây chính là nhà BK tới từ cầm Roman về phía đối phương. Và ngựa chém đã phát hiện tơn dân bên ngoài của game thủ Chim Sẻ, rất đau đầu. Vâng, chém nhanh tới từ game thủ Cung Biên Mạnh Hào và Sẻ bây giờ tách dân. Đang chờ cái bánh xe, con T đã nằm xuống. Và sẽ một tấn công ca và mình nghĩ là sẽ có chém 4 luôn tới từ game thủ Mạnh Hào trong tình huống này. 3 tới từ Chim Sẻ vẫn đang giữ được 4 dân mặt 12 giờ, thấy thêm mỏ quả đây nữa. Đóng BG ăn luôn á. Vâng, liệu có mạo hiểm quá không? Nhưng mà ngựa giò và ngựa chém đôi bạn vẫn đang dình mỏ ở đây. Sẻ quyết định đóng BG khai thác mỏ quả đấy luôn anh em ạ. 3 A có giáp 2. Đối phương đang quay trở lại nhà A của game thủ Chim Sẻ Nắng để chờ ca chuẩn bị ném vào. Vâng, 2 cung đờn ở trong và 1 cung đờn ở bên ngoài. Cảm ơn Việt Béo đã gửi tặng game thủ Chim Sẻ Nắng 50 sao nha. Lần này thì chắc chắn là sẽ bị lọt nhà rồi. Đang lùi lại vậy e. Tân vậy e vẫn là thành công tới game thủ Chim Sẻ. Hào đã quyết định chuyển sang đi ruộng. Con ca chuẩn bị nằm xuống rồi. Vâng, nó còn nửa bình nữa và nó sẽ ném cái ruộng này với thủ Chim Sẻ Nắng. Và chắc chắn là nó sẽ bị lọt nhà. Tiếp tục là thủ vậy e tới game thủ Chim Sẻ. Tân 2 đã ra, con ca vẫn đang còn. Nó vừa dã vào đầu ngựa chém của Cung Biên Mạnh Hào. Chúng ta là dân Summerian. Hào đang vậy e để có thể chính xác là Sẻ đang vậy e để không cho đội bạn đưa thêm chém vào, và tân thủ ca thành công tới từ Chim Sẻ. Đó là sự khác biệt của nông dân Summerian. Chúng ta chỉ có một con giò trong nhà, một con giò đã nằm xuống rồi. Và các bạn hãy nhớ rằng Sẻ vẫn có một tơn, đó chính là dân ăn hoang ở bên phía bên ngoài với mỏ quả kia. Bây giờ là hai con chém từ Cung Biên Mạnh Hào đã muốn lao vào nhà game thủ Chim Sẻ Nắng. Hình như đây mới chỉ là chém 2, đúng là như vậy. Lực của Mạnh Hào cũng bình thường thôi, 25 dân không có công 4. Không có công 4 cho ngựa chém đi rất khó. Rất khó thực sự là như vậy. Vẫn đang cực kỳ là lì lợm tới từ Chim Sẻ Nắng khi được cầm một đơn vị quân như là Summerian. Và các bạn có thể thấy là khi mà Mạnh Hào không triệt để được tân dân ăn hoàng của game thủ Chim Sẻ, mặc dù anh đúc được ruộng, gầu ca được ruộng của Chim Sẻ Nắng, nhưng như thế là chưa đủ, bây giờ mới tăng L2 thì muộn rồi anh Hào ơi. Và quá chi chạc đến từ game thủ Chim Sẻ với Summerian này, tự tin đánh thẳng cung luôn và biết là đối phương có công ca và cũng rất bình tĩnh trong tân thủ nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ có quân để đi quản nhà của Cung Biên Mạnh Hào. Bây giờ Mạnh Hào chuyển sang thế đánh khỏe và ra lại 2L, nhưng có lẽ là bây giờ đã muộn dành cho game thủ Mạnh Hào rồi. Cung đờn sẽ là gỗ 1 giáp 2 và tỷ số là 1-0 dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong buổi tối game này. Cực kỳ bình tĩnh dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng luôn, các bạn có thể thấy. Và 1-0 cho Sẻ khi đối đầu với Cung Biên Mạnh Hào. Rất nhanh.